Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Có rất nhiều các bạn thắc mắc hỏi mình rằng là máy xúc sử dụng sau bao nhiêu năm sẽ bị hư hỏng và nó hay hỏng nhất ở các bộ phận nào. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ có cái video chia sẻ cho các bạn là máy xúc hay hỏng ở các bộ phận nào nhất. Thì trước màn ảnh nhỏ các bạn, đây là một con máy xúc 55, dòng máy xúc bánh xích mini. Vậy thì máy xúc đã qua sử dụng thì khoảng bao nhiêu năm nó hư hỏng và nó hỏng nhiều nhất ở các bộ phận nào? Thì câu trả lời này nó cũng rất là khó nói. Ở đầu tiên thì nhiều người hỏi là máy xúc sử dụng bao nhiêu năm nó sẽ hỏng, thì nó phải phụ thuộc vào, thứ nhất là cách vận hành máy, thứ hai nó phải phụ thuộc vào công việc làm và cái thời gian làm việc. Ví dụ như một con máy xúc ấy mà nó làm ít thì tất nhiên nó sẽ lâu hỏng rồi, và một con máy xúc được thợ vận hành bảo dưỡng chăm sóc tốt thì nó cực kỳ lâu hỏng nữa. Đấy, chính vì vậy nên là khi một con máy xúc ấy mà nó sử dụng càng lâu hỏng thì tức chứng tỏ rằng là một là máy ít làm việc, hai là thợ vận hành hay là chủ máy họ bảo hành bảo dưỡng nhất. Vậy thì một cái máy xúc nó hay hư hỏng nhất ở các bộ phận nào? Đây, thì một cái máy xúc các bạn ạ, nó hay hư hỏng nhất phải kể đến đầu tiên là về phần tio. Tio đây các bạn này, về phần tio, đây là gọi là tio, có chỗ là gọi là tio, có chỗ gọi là ống thủy lực. Đấy, thì cái những cái tio này này các bạn này, thì sau một cái quá trình làm việc thì nó chịu một cái áp lực rất là cao, chịu sự mài mòn của thời tiết, chịu cái sự là nóng của dầu thủy lực nữa. Đấy, trong quá trình vận hành áp ép nó cao nên là những cái tio này nó phải chịu một cái lượng tải lớn, hoặc là những như những cái tio của cái đầu tháo lắp nhanh này là khi mà mình sử dụng nó có thể là va quẹt vào cọ vào những cái sắt xi này, hoặc là nó quặc vào cành cây hay là quặc vào cái bờ tường. Tuy nhiên là đấy là cái tác động yếu tố của môi trường bên ngoài thì khiến đến là cái tio của mình sẽ bị vỡ. Đấy, tio ở đây thì bao gồm rất là nhiều tio, như tio là đầu tháo lắp nhanh, tio của búa này, hay tio cần, tio ben, nhất là những cái tio ben này cũng dễ bục này, hoặc là tio ở những cái đường bơm chính ở cái phần bơm. Đấy, đấy là về phần tio là hay hỏng đầu tiên, là người ta gọi bục tio. Bục tio này thì không đáng ngại gì vì nó rẻ và thay tháo cũng dễ. Cái thứ hai mình muốn giới thiệu đó là máy xúc hay hư hỏng và hay bị giảm tuổi thọ, đó là về phần ắc các bạn ạ. Đây, cụ thể hơn là đầu tiên là cái ắc gầu. Vì cái gầu của mình này nó giống cái bàn tay của mình, mình hoạt động thường xuyên, hoạt động rất là nhiều nên là cái ắc gầu này bao giờ nó cũng mòn đầu tiên và nó rơ rạo. Đây, cụ thể các bạn, đây bộ phận ắc gầu, bao giờ cái bộ phận này nó bị dơ, nó hở là như vậy, hở như vậy. Ngoài cái việc là hở giữa hai khe này ra, đây hở giữa hai các khe này ra này, thì là cái ắc của mình đây nó tròn như vậy nhưng bây giờ nó sẽ bị oval hoặc nó mòn đi một tí, dẫn đến là nguyên nhân là cái gầu của mình nó lắc qua lắc lại được. Đấy, nói chung là toàn thể phần ắc, nhưng mà cái phần ắc gầu này là cái phần mà nó mài mòn đầu tiên. Kế tiếp đến là có thể là ắc cần này. Đấy, nhưng cái này thì hầu như nó ít bị mòn nhiều hơn so với cái phần cần này các bạn này. Thì cái cần này là cái chân cần, thì nó cũng chịu một cái lực rất là lớn khi mà mình làm việc. Đây, cụ thể hơn như cái chân cần này, đây các bạn thấy không, những cái miếng căn này giờ nó có thể hở ra cả khúc như vậy, dẫn đến cái nguyên nhân là rơ rão lỏng khi mà mình làm việc, nó lắc qua lắc lại. Nhất là con này thì sử dụng là cổ cứng nên một phần nào nó cũng đỡ hơn là so với cái cổ mềm. Đấy, đây những cái ắc này cũng bị mài mòn. Đấy là về phần ắc, thì cái phần ắc này thì nó mài mòn vậy thì rất là dơ dão, nhanh dơ dão máy, khiến mà mình làm việc nó rất là khó chịu. Đấy, phải kể đến tiếp theo là phần mài mòn nữa là cái ben này thì không đáng ngại, ben này thì ủi không bao nhiêu, ben này thì nó không giảm tuổi thọ nhiều. Kế tiếp đến phải kể đến nó là hệ thống xích các bạn ạ. Đấy, nếu máy lốp thì mòn lốp, còn máy xích thì nó sẽ mòn xích. Cụ thể hơn đây là cái xích, cái bề xích của các bạn này này, cái dải xích này thì nó sẽ không bị mòn nhiều và ít hư hỏng. Nó chủ yếu hư hỏng ở đây là những gục ga lê đỡ ở trên này các bạn này. Đấy, cục ga lê đỡ này thì vì xích nó lăn qua nhiều nó sẽ mòn. Đấy, cái ga lê đỡ này đây nó sẽ mòn này.
nó mòn, nhưng đây đất nhét đầy là mình không thể để ý được, cái ga lê đỡ mòn. Ngoài ra là cái ga lê tỉ ở dưới này nó cũng sẽ bị mòn theo. Đấy, một dàn cái ga lê nằm ở dưới đây, một dàn ga lê nằm dưới này nó sẽ bị mòn theo và một thời gian nó sẽ bị chết, nó hỏng là mình phải thay. Đấy, cái tiếp theo là bánh dẫn hướng. Cái bánh dẫn hướng mà cái háng của cái đầu dẫn hướng này nó tốt thì bánh dẫn hướng của mình không lắc liếc nhiều thì cái bánh dẫn hướng còn ngon. Đấy, chỉ cần hư hỏng cái đầu bánh dẫn hướng này thì nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy, như là xích mòn này, rồi ga lê mòn theo, và kể cả cái bánh sao này nữa các bạn này. Đấy, kể cả cái bánh sao này luôn. Đấy, kể cả cái bánh sao luôn. Bánh dẫn hướng mà nó kém thì nó kéo theo rất là nhiều cái, ví dụ như cái bánh sao đây. Đấy, cái bánh sao này, bánh sao này nó sẽ mòn theo. Đây, bánh sao này nó cũng sẽ mòn theo. Đấy, vậy nên là khi một cái mà mòn thì nó kéo theo rất là nhiều cái mà theo. Ngoài khi vì mình đi làm việc là mình làm ở trên đất khô này, làm việc ở dưới bùn lầy này, đấy thì nó cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng xích xiếc nó rất là nhanh bị mòn. Ga lê này, mòn ga xích. Với mình di chuyển ở trên, nói chung là trên đường nhựa nhiều. Đấy, vì vậy nên là đây là cái yếu tố thứ ba. Đấy, với lại cộng thêm là khi máy của các bạn mà bị chảy dầu chảy mỡ mà mình không khắc phục xử lý luôn thì nó sẽ gây đến là bẩn. Đấy, nó bẩn về bề ngoài của nó. Đấy, cái tiếp theo đây các bạn này, ví dụ như đây bộ phận động cơ. Đây, tiếp theo là nó sẽ xuống cấp. Tất nhiên là khi một con máy của mình đã qua sử dụng rồi nhiều năm thì tất nhiên là cái động cơ của mình ngày xưa nó 100%, thì bây giờ nó cũng sẽ phải xuống cấp tầm 70-80% chẳng hạn, đúng không? Nên chỉ còn khoảng đó thôi. Về phần kế tiếp nó sẽ xuống cấp như nào, cụ thể hơn, nếu mà mình bảo quản tốt, mình dầu mỡ đầy đủ thì là cái bơm thủy lực mình sẽ còn ngon. Đấy, đây bô e mình không quặc, không thay tháo thì nó sẽ rơi ra như thế này. Về phần động cơ và phần máy thì nếu mà một con máy mà hoạt động tốt ấy thì mình cần phải thay dầu, bảo dưỡng máy mà định kỳ. Nếu như mà mình không bảo dưỡng máy, không thay dầu máy định kỳ, không vệ sinh thì nó sẽ xuống cấp. Cụ thể hơn như là mình quên không thay dầu, hoặc là mình để lâu mới thay dầu thì cái dầu thải nó kém thì tất nhiên nó cũng kéo theo cái máy rồi. Tiếp theo là mình có thể để cái máy này nó bị bẩn, đúng không ạ? Nó bẩn, bụi biếc nó bám này các bạn này. Đây, một cái máy mà nó bẩn như thế này, bụi nó bám vào như vậy mà mình không rửa thì nó sẽ dẫn đến là giải nhiệt kém, làm mát kém. Mà làm mát kém như vậy thì dẫn đến là máy của mình làm khi hoạt động nó nhanh sôi nước, nhanh sôi nước, nhanh nóng máy. Đấy, này nóng máy, nóng nóng máy thì các bạn cũng biết rồi, nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy như thổi gioăng hoặc là sôi nước các kiểu, đúng không ạ? Đấy, cụ thể hơn như đây cái phần két nước này cũng thế. Két nước này nó cũng là nằm trong cái danh mục mình vừa nói, đó là mình không vệ sinh. Ví dụ như một con máy mình lâu lâu mình làm bẩn ấy thì mình cần phải vệ sinh két nước này, dùng vòi bơm vòi biếc để xịt rửa sạch những cái bụi bẩn bám trên máy đi, thì có như vậy thì máy nó mới mát được. Mà máy nó mới mát được thì tuổi thọ của động cơ của mình nó sẽ lên thêm. Đấy, ngoài ra thì thân vỏ máy đây, thân vỏ máy mà mình làm mình không để ý, mình làm địa hình chật hẹp mà mình không quan sát tốt thì nó chỉ có vạ thì nó sẽ va quẹt vào. Đấy, đây nó sẽ va quẹt vào gây ra chảy, tình trạng chảy máy móc như thế này. Đấy, thì về một con máy thì nó rất là đơn giản như vậy các bạn ạ. Ngoài ra thì khi vận hành một con máy mà mình không chú ý, không biết cách vận hành thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng như là chảy dầu chảy mỡ thêm ở các cái bộ phận như là ngăn kéo hoặc là trên tia trang. Nhưng mà những cái vấn đề này thì thực ra nó chỉ là một cái số nhỏ lẻ hơn so với cái phần chịu tác động kia. Đấy, nó rất là đơn giản, đúng không các bạn? Đấy, thì vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn cái ít phút là máy xúc sử dụng sau bao nhiêu tháng năm thì sẽ hư hỏng, và máy xúc thông thường thì nó sẽ hỏng nhất ở cái bộ phận nào. Thì thông thường một con máy xúc khi mà hoạt động ở các điều kiện bình thường thì là nó chỉ có mòn ấy, nó chỉ hay hỏng nhất là ở phần bục tiêu này,
rồi những cái áp gầu do mình làm nhiều thì nó sẽ bị mòn, và riêng về phần xích thì mình di chuyển nhiều thì nó cũng sẽ bị mòn xích và hay hỏng những cục valet thôi. Còn ngoài ra ấy, về phần động cơ này, bơm, ngăn kéo, cabin hay là tổng thể của con máy ấy, thì nó cũng rất ít khi là gặp trục trặc và rất ít khi hư hỏng. Nếu một con máy các bạn bảo dưỡng tốt, thay dầu định kỳ, nói chung là các bạn chăm sóc bảo quản máy tốt thì hầu như các phần như là động cơ, bơm, ngăn kéo và các chi tiết liên quan trên cabin hầu như nó rất ít là hư hỏng, chỉ trừ trường hợp như có tác động ngoại cảnh như là chuột cắn dây điện hay là nước mưa nó rơi vào nó chập cháy thôi. Còn ngoài ra ấy, một cái máy xúc, nếu mà con máy cũ qua sử dụng như thế này mà các bạn bảo quản bảo dưỡng tốt ấy, thì hầu như là cái phần bơm mọng động cơ nó rất ít khi là hư hỏng, chủ yếu hư hỏng là bục ti ô hoặc là mòn cái phần ác căn thôi. Đấy, vậy nên là một cái máy xúc đã qua sử dụng mà muốn hoạt động tốt thì các bạn cần phải bảo quản là tốt. Đấy, vậy thì ngày hôm nay mình có một cái video là chia sẻ cho các bạn là máy xúc hay hư hỏng ở cái nào nhất, ở cái phần nào nhất. Vậy thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để nhận được nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.